Thực tế đã cho thấy nhiều người sơ cứu vết bỏng bằng cách ngâm vết thương vào nước đá hay nước lạnh để giảm bớt nhiệt độ. Tuy nhiên, việc làm này khiến vùng da bị bỏng tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh, dẫn đến hạ thân nhiệt, gây co mạch máu, co cơ, khiến tình trạng bỏng trở nên nặng hơn. Thậm chí, có nhiều người dùng kem đánh răng bôi lên vết bỏng để làm dịu cơn đau. Nhưng trong kem đánh răng có chứa thành phần kiềm nhẹ, nên khi bôi lên khiến bệnh nhân đã bỏng lửa lại thêm bỏng kiềm, từ đó vết thương sâu hơn. Chưa kể việc sử dụng một số cách dân gian như thoa nước mắm, xà phòng, mỡ, sát muối lên vết thương sẽ làm bệnh nhân đau đớn hơn. Chưa kể có thể khiến cho vết bỏng bị nhiễm trùng. Điều đáng chú ý, sau khi bị bỏng còn xuất hiện những bọng nước khiến người bệnh khó chịu. Một số người đã chọc dở những bọng nước đó. Chính việc làm này đã tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn bên ngoài môi trường xâm nhập gây nhiễm trùng và tổn thương. Đầu tiên, đó là cần phải nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi vùng vây tai nạn, tiến hành tháo bỏ hết toàn bộ các cái áo quần, các cái vật dụng ở trên cái vùng bị tổn thương do bỏng, ví dụ như vòng nhẫn hoặc là các cái vật dụng nhựa bằng nhựa ở trên cơ thể của bệnh nhân. Với những cái vùng bỏng ít thì mình thể tiến hành lột bỏ áo quần bệnh nhân. Còn với những cái tổn thương bỏng lớn, diện tích lớn thì mình phải dùng kéo để cắt bỏ áo quần bệnh nhân. Ví dụ đây là bệnh nhân bị tổn thương bỏng ở bàn tay, cần phải nhanh chóng đưa bệnh nhân đến tìm một vùng có nước sạch và cho tay bệnh nhân xả nước từ vùng lạnh đến vùng bỏng, không xả nước trực tiếp vào cái vùng bị sáng thương bỏng, có thể gây tổn thương bỏng nặng lên. Hai nữa, không dùng tay của mình làm trực tiếp lên tổn thương bỏng. Và thứ ba nữa đó là không được làm quá mạnh. Mình phải ngâm thời gian từ 20 đến 30 phút hoặc cho tới khi mà nạn nhân cảm giác hết đau rát. Ngâm tự rửa này là giúp cho cái vùng tổn thương sẽ được hạ nhiệt, giảm độ sâu của bỏng và diện tích của bỏng. Trong trường hợp mà không có nguồn nước có sẵn mà chỉ có một chai nước thì mình cũng có thể sử dụng một cái khăn sạch và mình tưới nước lên cái khăn này cho ướt. Sau đó mình đắp lên cái vùng tổn thương bị bỏng. Đồng thời mình thể tưới nước nhẹ nhàng để giúp cho bệnh nhân là giảm nhiệt ở tại chỗ cái vùng bị tổn thương bỏng. Tốt nhất trong quá trình làm như thế này thì mình cũng phải đồng thời phải tìm được cái nguồn nước để tiếp tục làm tưới nước tại chỗ cho bệnh nhân. Nếu như khi hết nước rồi nhưng mà không có nguồn nước thì mình cũng có thể xoay trở cái gạt và để cho bề mặt cái tại chỗ cái vùng nọ gạt đó nó sẽ không quá nóng. Sau khi bệnh nhân đã được ngâm rửa trong thời gian khoảng từ 20 đến 30 phút hoặc là bệnh đến khi là bệnh nhân không còn có cảm giác đau rát thì với gia đình ở nhà có sẵn thì bình xịt bỏng, chúng ta sẽ tiến hành xịt vào cái vùng tổn thương bỏng. Trước khi xịt á thì chú ý là mình phải lắc kỹ. Lưu ý đối với việc xịt bỏng này thì với những bệnh nhân nạn nhân vì tổn thương ở vùng mặt thì không xịt trực tiếp vào vùng mặt mà mình phải xịt vào tay, bôi lên vùng mặt, tiếp tục đưa đến trạm y tế gần nhất. Đối với những trường hợp mà gia đình mình không có cái bình xịt bỏng á thì mình sẽ tiến hành che phủ lại cái vùng tổn thương bỏng. Với những gia đình mà có sẵn cái gạt y tế này thì mình sẽ tiến hành che phủ bằng vùng tổn thương bỏng bằng gạt y tế và mình sẽ băng lại. Khi băng này thì mình phải băng hết sức nhẹ nhàng, không băng quá chặt. Nạn nhân đã được băng lại và cần phải đưa về cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn xử lý tiếp theo. Trong trường hợp gia đình mình không có gạt y tế này thì mình có thể sử dụng cái khăn sạch hoặc là vải sạch, mình đắp lên cái vùng tổn thương và vận chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc và xử lý tiếp theo.